Bệnh viện Tai Mũ Họng Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có sự gia tăng trẻ bị điếc đột ngột thời gian gần đây, khuyến cáo phụ huynh sớm phát hiện đưa trẻ đến bệnh viện nhanh nhất. Cụ thể, trung bình mỗi tháng gần đây, bệnh viện tiếp nhận thăm khám điều trị khoảng 4 đến 5 trẻ bị điếc đột ngột, trong khi đó, trung bình mỗi tháng trước chỉ 1 đến 2 trẻ hoặc không có cả nào. Nguyên nhân ra sao? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tăng trẻ bị điếc đột ngột, áp lực học tập, thích tắm nước lạnh. Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có sự gia tăng trẻ bị điếc đột ngột thời gian gần đây. Khuyến cáo phụ huynh sớm phát hiện, đưa trẻ đến bệnh viện nhanh nhất. Bác sĩ Lê Trần Quang Minh, giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin số bệnh nhân là trẻ em được chẩn đoán bị điếc đột ngột tại bệnh viện gia tăng trong thời gian gần đây. Đa phần bệnh nhi bị điếc đột ngột một bên tai, hiếm khi điếc cả hai tai. Cụ thể, trung bình mỗi tháng gần đây, bệnh viện tiếp nhận thăm khám, điều trị khoảng 4 năm trẻ bị điếc đột ngột. Trong khi đó, trung bình mỗi tháng trước chỉ một, hai trẻ hoặc không có ca nào. Điểm mặt thủ phạm gây điếc đột ngột ở trẻ. Bác sĩ Nguyễn Tường Đức, Phó trưởng Khoa Nhi, Tổng hợp Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh cho hay điếc đột ngột ở trẻ em là điếc thần kinh giác quan xảy ra khi thính lực giảm trên 30 dB. Đe xe beo trên 3 tần số liên tục trong vòng 3 ngày. Về nguyên nhân gây điếc đột ngột, ở người lớn đã có nghiên cứu nhưng với trẻ em gần như không rõ nguyên nhân, chủ yếu do nhiễm virus, sởi, khoai bị, dâu nơ thần kinh. Bác sĩ Quang Minh cho biết thêm, trước áp lực trong học tập, trẻ thường xuyên thức khuya học và làm bài. Căng thẳng thi cử có thể là nguyên nhân làm mạch máu ở tai bị tắc hoặc co thắt, dẫn đến điếc đột ngột ở trẻ tăng. Bên cạnh đó, với thời tiết mùa hè nóng bức, phần lớn chúng ta, trong đó có trẻ em đều thích tắm nước lạnh đây là một nguyên nhân cũng có thể gây co mạch máu gây điếc đột ngột ở trẻ và cả người lớn về nguyên nhân chung gây điếc đột ngột thường gặp nhất là do co thắt mạch máu khiến máu nuôi lên các hệ thống mạch máu vùng ốc tai kém đi từ đó dẫn đến nghe kém bên cạnh đó tình trạng nhiễm siêu vi hoặc viêm nhiễm vùng tai các chấn thương hay khối u cũng gây ra tình trạng điếc đột ngột làm sao phát hiện trẻ bị điếc đột ngột bác sĩ minh cho hay điếc đột ngột ở trẻ em có điểm khác biệt so với người lớn người lớn sẽ tự nhận biết được bản thân bị điếc đột ngột và thường xảy ra sau tắm đêm. Nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc sáng sớm sau ngủ dậy. Còn với trẻ em thì nhận biết khó hơn, đặc biệt là trẻ nhỏ chưa nhận thức được bản thân bị nghe kém. Ở trẻ em lớn, 14, 15 tuổi sẽ phát hiện được bản thân nghe kém một bên như người lớn. Nhưng với các trẻ nhỏ hơn sẽ không nhận biết và phát hiện được bản thân bị điếc đột ngột, mà chỉ qua các biểu hiện như thành tích học tập kém đi và đôi khi không tập trung đối với trẻ nhỏ hơn chưa mô tả được tình trạng điếc bé thường cảm thấy khó chịu một bên tai biểu hiện là bé hay dùng tay dụi tai ở bên nghe kém hoặc hướng tai bên nghe được về phía có người đang nói chuyện tai là cấu trúc tương đối đặc biệt nhỏ hẹp khó thấy do đó khi phát hiện trẻ nghe kém tốt nhất phụ huynh đưa trẻ đến các cơ sở tai mũi họng chuyên khoa để khám chẩn đoán và điều trị phù hợp bác sĩ minh khuyến cáo Bác sĩ Minh nhấn mạnh tiêu chuẩn vàng để điều trị bệnh nhân bị điếc đột ngột là thời gian phát hiện sớm và được điều trị đúng. Nếu bệnh nhân phát hiện bị điếc sớm và được dùng thuốc điều trị thích hợp thì tỷ lệ hồi phục cao với 70-85% trong khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công này giảm dần theo thời gian phát hiện. Nếu phát hiện sau 2 tuần thì tỷ lệ giảm còn 50-60% và tỷ lệ này càng thấp hơn nếu thời gian phát hiện càng kéo dài. Về phương án điều trị bác sĩ minh cho hay tùy theo nhóm nguyên nhân các bác sĩ sẽ đưa ra các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán bệnh nhân có bị điếc hay không như đo thính lực đo nhĩ lượng đo phản xạ cơ bản đạp bệnh nhân sau khi được chẩn đoán điếc đột ngột sẽ làm một số chẩn đoán hình ảnh như nội soi tai mũi họng chụp ct scan và mri để xem có khối u có góc cầu tiểu não và gây điếc đột ngột hay không khi đã loại trừ tất cả nguyên nhân thực thể có thể gây ra điếc đột ngột bác sĩ sẽ tập trung vào nhóm nguyên nhân xảy ra nhiều nhất đó là co thắt mạch máu đột ngột. Thiếu máu nuôi do nhiệt độ cơ thể chuyển từ nóng sang lạnh hoặc mắc các bệnh lý nội khoa như cao huyết áp, sơ vữa mạch máu. Để phòng tránh điếc đột ngột, cần tránh căng thẳng thường xuyên, hạn chế tắm nước lạnh, nên tắm nước ấm. Kiểm soát tốt bệnh nền đối với người có các bệnh lý nền, cao huyết áp, sơ vữa mạch máu, đai tháo đường. Mỗi thời điểm trong năm, các bậc phụ huynh lại cần để ý và đề phòng con trẻ của mình mắc những căn bệnh khác nhau. Đón xem các bản tin tiếp theo của cảnh báo sức khỏe để nắm rõ thêm về các kiến thức về y tế nói chung và đặc biệt là những cảnh báo về sức khỏe của bản thân và gia đình nhé.